Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay Top 5 sẽ gửi tới các bạn nhé những cái báo giá chi tiết nhất, cụ thể nhất về hai mẫu xe của Honda các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, thuộc phân khúc dòng xe Conte Underborn. Hiện nay thì rất nhiều bạn đang quan tâm tới hai mẫu xe này. Phía bên tay trái màn hình đây là mẫu xe Honda Winner X các bạn nha, tại Việt Nam chúng ta luôn, với một kiểu dáng thiết kế rất mới. Đây là phiên bản đường đua HRC, cực kỳ đẹp. Còn kế bên cạnh đây là mẫu xe Honda Supra GTR 150, một phiên bản được nhập khẩu từ Indonesia. Các bạn nhìn nó sẽ khá giống với mẫu xe Honda Winner V1 tại Việt Nam. Mình sẽ vừa quay giới thiệu một chút đến các bạn, kết hợp với đó là báo giá nhé, để các bạn có thể tham khảo thêm. Về cơ bản thì cả hai mẫu xe này đều rất đẹp, rất đáng để quan tâm ở thời điểm hiện tại. Tuy rằng thì mẫu xe Honda Supra GTR 150 ở thời điểm hiện tại có những tinh chỉnh mới về phần động cơ, giá bán cũng sẽ nhỉnh hơn một chút so với dòng xe Honda Winner các bạn nha. Đây các bạn có thể theo dõi ở phần đầu xe của mẫu xe Honda Supra GTR 150. Rất đẹp luôn. Nó sẽ đen đen một chút, ngầu ngầu một chút, kết hợp với đó là những cái mảng màu nhựa được làm giả carbon, nhìn rất là sang trọng và quý phái. Hiện nay thì cái phần màu nhựa này thì được sản xuất khá nhiều trên các mẫu xe của Honda. Còn phía đây là mẫu xe Honda Winner các bạn có thể theo dõi. Ở phía trên đã loại bỏ đi cái phần đèn pha rồi, và đèn pha sẽ di chuyển dưới các bạn nha. Nó sẽ có cái khác biệt hơn so với mẫu xe Honda Supra GTR 150 hay là mẫu xe Honda Winner V1 tại Việt Nam chúng ta. Xi nhan thì tách rời sang hai bên, các bạn có thể thấy rõ ở đây. Tuy nó hơi vướng một chút nhưng các bạn khi mua về các bạn lên cho mình những cái xi nhan mai rùa cục một chút thì cực kỳ ok. Và điểm nhấn quan trọng dành riêng cho mẫu xe Honda Winner này mà rất nhiều bạn cũng đã biết rồi, đó là được trang bị thêm hệ thống phanh chống bó cứng ABS cực kỳ nổi bật và cực kỳ an toàn trên mẫu xe Underborn 150 phân khối. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình nha. Trong khi đó thì mẫu xe Honda Supra GTR 150 thì cái phần này chưa có. Và hy vọng rằng trong năm 2021 này, Honda của Indonesia sẽ trang bị để mẫu xe này cực kỳ ok hơn. Bởi thực sự ở thời điểm này, rất nhiều bạn đang rất quan tâm tới mẫu xe Honda Supra GTR 150 với khối động cơ được nhỉnh hơn một mã lực nhá, so với dòng xe Honda Winner V1 hay là Honda Winner X tại Việt Nam chúng ta. Logo cũng cực kỳ đẹp, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Tì phuộc cũng to hơn các bạn nhé, tì phuộc to hơn so với bản Honda Winner V1 tại Việt Nam. Các bạn có thể nhìn chính diện ở phần đầu xe thì thấy rất rõ rồi. Với những mẫu xe Honda Supra GTR được nhập khẩu từ Indonesia nói riêng cũng như các mẫu xe được nhập khẩu từ Indonesia ấy, thì ở phần đầu xe sẽ có thêm cái phần bắt gắn biển số phía trước. Logo cực kỳ đẹp các bạn nhé. Hiện tại thì mẫu xe Honda Supra GTR 150 ở thời điểm tháng 8 năm 2020 này được bán với giá là 50 triệu đồng. 50 triệu đồng ở đây giá bán là chưa bao gồm thuế và chưa gồm đăng ký các bạn nha. Các bạn thuế mất khoảng tầm 5% nữa, 5% giá trị của xe nữa. Đăng ký thì tùy theo hộ khẩu các bạn thôi. Các bạn ở thành phố ấy, thì mất thêm 5%, các bạn ở huyện thì mất thêm 32% nhá. Trừ một số các tỉnh thành lớn ví dụ như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cái tiền đăng ký nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đây các bạn có thể nhìn phần đuôi xe ở đây. Rất nhiều những mảng nhựa được làm giả carbon cực kỳ đẹp luôn. Ở phần đèn phía sau ấy thì hai mẫu xe gần như tương tự nhau, đều có trang bị hệ thống đèn xi nhan lắp tách rời sang hai bên và đều sử dụng đèn hậu LED các bạn nha. Phần đèn hậu này của mẫu xe Supra GTR 150 mình đánh giá rất cao, nhìn nó rất cuốn hút và khá là đẹp đấy. Tuy nhiên ở phần dè chắn bùn thì mình đánh giá chưa cao lắm bởi nó hơi rườm rà một chút, chưa thực sự thanh thoát và nó chưa thực sự đẹp so với mẫu xe Honda Winner V1 tại Việt Nam. Đây các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết nha. Khá là ok đấy, cả hai mẫu xe này đang được rất nhiều các bạn quan tâm. Trong khi đó thì phía sau của mẫu xe Winner ở đây thì rất là bệ vệ này, nhìn nó rất là to bản và đẹp. Tí nữa thì mình sẽ báo giá cụ thể chi tiết cho dòng xe Honda Winner này, tại vì mẫu xe Honda Winner này hiện tại đang có giá bán cực kỳ tốt luôn, cực kỳ tốt nhá, đặc biệt trong tháng 8 năm 2020. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh lại một lần nữa. Về cơ bản thì cả hai mẫu xe ở thời điểm này đều rất xứng đáng để lựa chọn ở dòng xe Underborn 150 phân khối. Tay dắt phía sau thì liền mạch, trong khi tay dắt của Honda Winner thì được làm như cái sừng trâu nhá, tách rời sang hai bên. Đây các bạn có thể thấy rất rõ ở đây. Nhưng nó vẫn liền mạch với nhau các bạn nhá. Nếu như các bạn nào đã từng tháo cái phần càng sau rồi, các bạn có thể thấy rất rõ. Về cơ bản thì mình đánh giá rất cao dành cho riêng cả hai mẫu xe này. Các bạn lựa chọn một trong hai mẫu xe đều ok, bởi theo sở thích của mọi người thôi. Các bạn lựa chọn là theo sở thích của mọi người, mình luôn tôn trọng cái ý thích của các bạn thôi. Với bản thân mình ấy, thì mình sẽ ở Việt Nam thì mình sẽ lựa chọn mẫu xe Honda Winner, bởi ở thời điểm này giá bán rất tốt, dao động trong khoảng từ 38 cho tới 40 triệu, hơi 40 triệu một chút mà thôi. Cho các phiên bản cao cấp nhất cũng vậy. Tem xe cực kỳ nổi bật, động cơ thì cũng khá là ok.
150 phân khối DOHC các bạn nha. Các bạn đi tour đi phượt cho mẫu xe Honda Winix cũng như là Supra GTR 150 cũng cực kỳ là ok. Ngày hôm nay thì mình có quay cận cảnh mẫu xe này tại một siêu thị xe máy ở trong miền Nam nhập khẩu cả hai mẫu xe nhá, để các bạn có thể theo dõi. Hiện nay thì Honda Winix mức tiêu hao nhiên liệu chỉ ở mức là 1,7 lít trên 100 km, có hệ thống phun xăng điện tử và cũng có trang bị hệ thống màn hình full LCD hoàn toàn, loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha. Các bạn có thể thấy rất rõ ở đây, một màn hình được thừa hưởng từ thiết kế của mẫu xe Honda CPR150R các bạn nhé, năm 2020. Cũng có passing sinh vật đầy đủ. Và mình rất hy vọng rằng ở phiên bản mới năm 2021 này, Honda sẽ trang bị thêm chìa khóa thông minh Smart Key, kết hợp với đó là hệ thống phanh chống bó cứng ABS cho cả hai kênh và một số những cái thay đổi chính trên mẫu xe, đặc biệt là màu sắc và tem xe thay đổi. Trong khi đó thì màn hình của mẫu xe Supra GTR 150 thì được thừa hưởng thiết kế từ mẫu xe Honda Solix các bạn nhé. Cũng cực kỳ đẹp, cũng loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha ở đây. Đấy, các bạn có thể theo dõi. Tuy nhiên ở mẫu xe này, các bạn có thể thấy rất rõ là chìa khóa của mẫu xe này vẫn là chìa khóa thường, giống như Honda Winix. Tuy nhiên lại không được tích hợp nút mở yên giống như Honda Winix, mà các bạn phải mở yên ở phần ngang hông xe ở đây. Những cái phần khe thoát gió này, nhìn như những mang cá rất đẹp trên mẫu xe này. Ở miền Nam thì anh em lựa chọn Supra GTR 150 nhiều hơn rất là nhiều. Và kể cả hiện tại ở thời điểm này, Honda Winix cũng rất phát triển các bạn nha. Rất phát triển, với giá bán giảm hơn chục triệu đồng so với thời điểm ra mắt vào tháng 7 năm 2019. Phải nói một con mức giá ấy, phải nói là quá rẻ cho một mẫu xe Underborn ở thời điểm hiện tại, nếu để cạnh tranh với các mẫu xe trong cùng phân khúc các bạn nha. Đây, các bạn có thể nhìn một góc độ này nữa ở phần đầu xe. Mỗi mẫu xe đều có cho mình những thiết kế riêng, những nét đẹp riêng. Cái mẫu thiết kế của Supra GTR 150 thì các bạn thường nhìn thấy trên mẫu xe Honda Winner V1 rồi. Trong khi đó thì mẫu xe Honda Winner X ở kia là một sự lột xác hoàn toàn rồi. Đấy, các bạn có thể thấy rất rõ. Phần dè chắn bùn phía trước của cả hai mẫu xe thì gần như là tương tự nhau, cũng khá là đẹp các bạn nha. Dè chắn bùn này của mẫu xe Supra GTR 150 thì nó khác biệt so với Honda Winner X. Nếu các bạn nào để ý, các bạn sẽ thấy rất rõ. Và ti phuộc thì to hơn rất là nhiều so với Honda Winner V1. Đây, các bạn có thể nhìn xung quanh một vòng cả hai mẫu xe này và lựa chọn cho mình nhá. Mình bản thân mình thì mình vẫn sẽ nghiêng về mẫu xe Honda Winix hơn. Và giá bán hiện tại như mình đã nói rồi, rất rẻ các bạn nha, rất rẻ. Chỉ từ 38 triệu cho tới hơn 40 triệu một chút thôi là các bạn có thể có cho mình một mẫu xe Honda Winix có đầy đủ các trang thiết bị khác nhau. Sau đây thì mình sẽ xin phép được báo giá dòng xe Honda Winix trong tháng 8 năm 2020 để các bạn có thể tham khảo. Ở đây thì có rất nhiều các phiên bản khác nhau. Thể thao không ABS, camo, đen nhám đều có đầy đủ các bạn nha. Mình sẽ báo giá luôn này. Phiên bản thể thao không được trang bị phanh ABS giá bán chỉ 38 triệu 500 nghìn đồng. Các bạn có thể tham khảo. Tiếp theo là mẫu xe Honda Winix phiên bản camo thì giá bán vào khoảng tầm 40 triệu. Và ngang bằng với đó là mẫu xe Honda Winix phiên bản đen nhám cũng chỉ 40 triệu mà thôi. Giá bán cực kỳ ok. Phiên bản HRC các bạn vừa theo dõi ở phần đầu video ấy thì giá bán vào khoảng tầm 42 triệu các bạn nha. 42 triệu đã giảm đi rất là nhiều rồi. Kèm theo đó các bạn sẽ được nhận được rất nhiều những món quà tặng. Hiện nay các bạn sẽ được bốc thăm trúng thưởng một chiếc xe Honda Winix với tỷ lệ trúng là 1 trên 15 người. Và nếu các bạn trường hợp không may mắn, các bạn vẫn sẽ được chiếc mũ bảo hiểm full face. Và hiện nay thì vẫn đang áp dụng chương trình thay dầu và kiểm tra xe miễn phí dành riêng cho dòng xe Honda Winner và Honda Winix các bạn nha. Kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Rất nhiều những phần quà khác nhau, hấp dẫn khác nhau. Miền Bắc cũng có và miền Nam cũng có. Các bạn nào quan tâm có thể tham khảo thêm. Và hiện nay vẫn đang tiếp tục áp dụng chương trình trả góp với lãi suất 0% và tiếp tục từ ngày 16 tháng 7 năm 2020. Tiếp đây là một phiên bản rất mới nữa và bản thân mình đang trải nghiệm cái phiên bản này. Rất đẹp các bạn ạ. Mình đang có ý định là lên cho cái phiên bản này toàn bộ full titan 100% từ phần đầu xe, thân xe đến đuôi xe, kể cả phần nóc máy nhá, full 100% thì sẽ rất là đẹp. Và mình sẽ có một video rất là cụ thể chi tiết để có thể giới thiệu đến các bạn. Các bạn nào muốn lên cho mình một cái dàn full ốc toàn bộ 100% titan GR5 thì cực kỳ ok. Đó là một số những nội dung mình muốn chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay. Phiên bản này hiện nay đang có giá bán là 40 triệu 500 nghìn đồng thưa các bạn nha, cực kỳ rẻ. Giá bán này mình báo với các bạn ấy đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Giá bán đã bao gồm thuế VAT rồi nha các bạn nha. Các bạn lưu ý cho mình cái nội dung đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ và đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.